Chào mừng anh đã quay trở lại với kênh YouTube của Đăng Béo nhé. Hôm nay sẽ là ngày thứ hai của series sẽ gầy 5 buổi một tuần. Khi Đăng Béo quay video này thì đang là mùa đông, mọi thứ đang rất lạnh, nhưng mà có thể mọi người khi xem video này không còn là mùa đông nữa. Nhưng mà Đăng Béo cũng có một lời khuyên là khi mọi người bắt đầu ngày mới thì nên khởi động ngày mới bằng một cốc nước ấm như thế này. Mọi người có thể vắt thêm chút chanh vào nữa thì nó sẽ hỗ trợ tiêu hóa cho mọi người tốt hơn ý nhá. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ tập ngực, nhưng mà trước đấy buổi sáng khi mà vừa dậy xong chúng ta sẽ phải cardio khoảng tầm 20 cho đến 30 phút. Bình thường mọi người hay rất ngại cardio lâu vào buổi sáng, nó chán, nhưng mà Đăng Béo hay chia sẻ kinh nghiệm cho anh em ở trên Discord của Đăng Béo như này, có nghĩa là mọi người cứ vào một game. Khi mà đang ở trong thời gian nhặt đồ hoặc là sắp xếp đội hình thì mọi người có thể đạp chậm. Nhưng mà khi mà vào trận thì mọi người hãy đạp nhanh lên, kiểu như này này. Ok, khi mà chúng nó đánh xong thì mình sẽ lại đạp chậm chậm lại, coi như là relax để đợi một lát nữa để tập tiếp. Vậy thì cái việc này nó sẽ khiến cho mọi người vừa lên rank được mà vừa cardio được hàng ngày, mà cái việc cardio này nó không bị nhàm chán ý nhá. Vậy thì lịch trình của chúng ta vẫn là buổi sáng ngủ dậy làm một cốc nước ấm, có thể là một cốc nước chanh ấm này, cardio xong sau đấy thì uống whey xong thì có thể ăn sáng và chúng ta tiếp tục làm việc công việc hàng ngày. Và buổi chiều nay chúng ta sẽ hẹn nhau ở phòng tập và tập một buổi ngực thật cháy nhá. Và việc luôn này anh em, để bắt đầu buổi tập ngực thì mọi người khởi động khớp vai kỹ vào nhé. Đặc biệt là trong những ngày mùa đông như thế này cực kỳ dễ chấn thương. Có một tip nhỏ là trước buổi ngực mình thường chống đẩy 3 set 20 cái, vừa để khởi động mà vừa để kích hoạt cơ ngực tốt hơn. Và bài đầu tiên là đẩy ngực chéo nha anh em. Theo quan điểm cá nhân thôi thì Đăng Béo thích tập cái phần ngực trên hơn. Nếu mọi người có để ý những vận động viên men physique nước ngoài ấy, thì cái phần ngực trên của họ sẽ nối ở vai trước, nó sẽ tạo thành một cái khối dày nhìn nam tính và thẩm mỹ hơn. Tập ngực trên của Đăng Béo thì mình sẽ để cái ghế cao hẳn lên như thế này. Chúng ta có 4 set 15, 12, 10, 8. Có nghĩa là cứ giảm số rep đi là tăng tạ lên. Cái kiểu chọn set thế này sẽ cho mọi người cảm nhận cơ tốt hơn. Đặc biệt là những set 15 rep, 12 rep ở mức tạ không quá nặng, mọi người hãy cố gắng cảm nhận cơ thật tốt nhé. Đăng Béo thì hay tập theo kiểu cũ ngày xưa, có nghĩa là lúc tập cứ gọi bạn bè đến đỡ cho nhau, cảm giác cho nó sướng. Sang bài thứ hai là bay tạ về ghế bằng. Chúng ta vẫn tập 4 set 15, 12, 18. Ở cái kiểu chọn set này thì mọi người phải ghi chép lại mức tạ để chúng ta đánh giá theo mỗi tuần nhé. Kể cả chúng ta chỉ có thể tăng tạ ở mỗi cái set 15 rep thì cũng có nghĩa là chúng ta đã tiến bộ so với tuần trước rồi. Ok, sau hai bài đầu tiên thì mọi người sẽ thấy đớ ngực phết rồi đấy. Bài thứ ba hơi lạ một tí, mọi người chú ý này. Đầu tiên mọi người sẽ up cái cáp cao bằng hông kèm theo một cái ghế góc độ thẳng lưng như đẩy vai. Anh em hãy chọn mức tạ vừa phải thôi và chúng ta sẽ trải nghiệm setup này. Bình thường mọi người đẩy ngực lên thì cơ ngực nó sẽ co cực đại. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ cho cái ngực nó trải nghiệm cảm giác giãn cực đại xem nó phản ứng như thế nào. Đầu tiên mọi người sẽ đẩy 7 rep, sau đó sẽ dừng ở điểm giãn cực đại 10 giây, xong lại tiếp tục đẩy 6 rep và dừng lại 10 giây. Rồi đến 5 rep dừng 10 giây, 4 rep dừng 10 giây và 3 rep cuối cùng. Tổng của set này chúng ta sẽ có 25 rep đẩy và 40 giây dừng ở điểm giãn cực đại của cơ ngực. Với mấy cái bài dị kiểu này thì chúng ta chỉ cần tập 2 set thôi là quá đủ rồi.
Đến bài này là nhiều khi cơ ngực không nghe lời nữa rồi, và chúng ta chuyển sang tập tay sau thôi. Đấy là tập xà kép. Ở cái bài xà kép này, nếu thẳng người thì mọi người sẽ dùng tay sau nhiều hơn. Còn nếu đẩy người ra phía đằng sau thế này thì mọi người sẽ dùng vai, trước và ngực nhiều hơn. Cái này là theo sở thích của anh em, nhưng mà chúng ta tập đến khi nào không thể lấy được nữa nhé. Nốt cuối cùng là hai set tập tay sau. Đã mất công thì sau buổi này anh em cho tay sau nó phế luôn đi. Mọi người có thể chọn bất kỳ bài tay sau nào theo sở thích. Đang béo đi hay chọn bài này. Một cái tip nhỏ là lấy hai cái sợi dây thừng, đến điểm cuối cùng thì thêm một nhịp xòe ra hai bên nữa. Cảm giác nó vào tay sau cực luôn. Đến đoạn này là hoàn thành buổi tập rồi này. Team đang béo thì không được quên tập bụng. Anh em cứ tập bao nhiêu set cũng được, miễn sao đủ từ 80 cho đến 120 cái. Theo sở thích thì đang béo hay tập hai bài này, thứ nhất là bài đá bụng. Ở bài này mọi người chỉ cần hạ xuống khoảng 90 độ, sau đấy thì đá lên luôn. Nếu thả chân thẳng xuống thì hay bị mỏi lưng lắm. Phương án thứ hai là tập bài này, dễ cực mà vào nữa. Mọi người lấy một cái pad squat đi, xong rồi set up như đang béo này. Chọn mức tạ nặng luôn đi, sau anh em kéo xuống. Tập cái bài này anh em kiểm soát thì sướng cực, nó vào bụng lắm. Và vì đây là lịch tập sẽ gầy nên mọi người đừng quên cardio cuối buổi nhé. Chậm thôi cũng được, nhưng mà đừng bỏ quên. Ok, kết thúc buổi tập này. Kết thúc buổi tập ngực này thì mọi người sẽ bị mỏi và không tập được cái gì nữa đâu. Như thế là chuẩn. Và nếu buổi tập này hiệu quả thì sau khoảng 2 ngày nữa thì mọi người sẽ cảm thấy rất đau ở cái phần trên này. Đây là buổi tập thứ 2 trong lịch tập sẽ gầy 5 buổi một tuần và chúng ta còn 3 buổi nữa nhé. Mọi ý kiến thắc mắc anh em hãy để ở dưới phần comment nhé. Và hãy nhớ like, share, subscribe cái video này để Đăng Béo có động lực làm tiếp series nhé. Còn một cái nữa đấy là Đăng Béo sẽ để cái link Discord của Đăng Béo ở phía dưới này. Là tối anh em cần hỏi bất kỳ cái gì về lịch tập này, về việc tập luyện hoặc là muốn chơi game cùng team của Đăng Béo thì mọi người có thể vào Discord buổi tối nhé. Anh em hãy share cái lịch tập này đến những ai mà chưa có lịch tập cụ thể hoặc là muốn khô hơn trong cái mùa hè sắp tới nhé. Ngày mai chúng ta sẽ là buổi tập chân mông, vậy thì anh em hãy chuẩn bị tinh thần, chúng ta sẽ chiến chân và mông cháy khét nhé. Ok bạn ơi.